Ok. Đưa điện thoại bên cạnh nha. Chụp ngang hả? Chụp ngang thấy cảnh được nhiều hơn đúng không? Nè. Ngang đi. Chỗ kia kìa. Không cho em tắm ngay chỗ này, tại nó có cái mặt trời xuống rất là đẹp. Chụp ngang đúng không? Chỉnh màu chắc được đúng không? Xong chưa? Chụp nha. Thấy mặt trời nó bị xa chóa đó nha. Chơi lấy mặt trời luôn hả? Rồi. Ok. Ở trên nó trơn chụp nó bị chúi hình xuống. Chắc tôi ôn thử xuống đây đứng chụp em ngang đây nè. Rồi nhìn nó lại coi đây. Nè, 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 nè. 1, 2, 3. Bởi vì ai vô thế giới tiên cá cũng sướng. Được học bơi, được quay phim, chụp hình. Giống như Oxin cao cấp vậy. Làm xanh mặt luôn. Mấy năm trời không dư được nhiều. Đó giờ làm nhiều tiền nhất là làm website phần mềm. Không làm gì nhiều tiền á. Làm mấy cái kiếm nợ, kiếm nghiệp hay gì.